Xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang bước vào chương trình Tân Cổ Giao Duyên do anh Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Chương trình được phát hình hàng tuần trên băng tần 57.3 vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau bước vào chương trình Tình Người Viễn Xứ. Thu Hồng xin chào anh Trần Thiện rất là dễ thương. Trần Thiện cũng xin chào cô Thu Hồng dễ thương. Chào anh. Và cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả rất dễ thương của chương trình Tình Người Viễn Xứ trên băng tần 57.3 của đài VNA TV. Kính thưa quý vị, theo như thông lệ thì lần nào thì cũng phải nói cái điều đó, tức là khoe đó. Khoe, tức là đây là một cái chương trình mà có nhiều nhạc sĩ nhất trong tất cả những chương trình TV mà quý vị đã nhìn thấy, ngoại trừ những cái chương trình mà nói về những cái đại hợp xướng. Dạ, nhưng mà đó. Anh Thiện có nghĩ là anh Thiện khoe hơi quá đáng không? Không, chẳng có gì là quá đáng cả. Nếu mà Thiện nói ra thì quý vị sẽ thấy không quá đáng. Dạ. Là vì một cái chương trình như vậy thì đài phải trả cho lương của từng người như vậy. Thì nếu mà thí dụ như mà nhiều người quá thì là không trả nổi, đúng không? Dạ. Đó là lý do tại sao mà những cái chương trình đó nhạc sĩ rất là ít. Mà anh biết không, chương trình của mình cũng 3 năm nay hình như anh Quang Hoàng mua nhà rồi nè. Đó. Mà anh Minh Đức cũng được dọn chỗ nhà mới nè. Đó, dọn nhà mới, không rồi, biết là lớn hơn hay nhỏ Ngọc hơn. Ngọc Thanh là phải mua thêm cây đần mới nè. Đó. Tức là làm ăn khám khá phải không? Làm ăn khám khá. Dạ, kính thưa quý vị, thì nói thì xin giới thiệu luôn, đó là chúng tôi có tới 4 ông nhạc sĩ luôn. Dạ đúng rồi. Và người đầu tiên thì xin giới thiệu đó là anh Minh Đức phụ trách cái keyboard. Và người ngồi kế anh Minh Đức là anh Ngọc Thanh phụ trách cây guitar. Và người ngồi kế anh Ngọc Thanh là anh Quang Hoàng phụ trách cây đờn sến. Hay quá. Mà kính thưa quý vị, chương trình vẫn còn một nhạc sĩ nữa. Và trong chốc lát ở đây, trong phần 2 và phần 3 của chương trình, Thiện sẽ giới thiệu quý vị, đó là nhạc sĩ Quỳnh Châu cũng phụ trách cây guitar. Và trong mỗi chương trình như vậy thì chúng tôi có trích ra một khoảng thời gian để mời quý vị thưởng thức giọng ca mới hoặc là khuôn mặt mới. Hay là chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị những vị khách mời được mời đến để góp mặt trong chương trình. Đó, cho chương trình thêm phần phong phú. Hôm nay thì chương trình có mời đến anh Đức Thọ. Đây là một vị khách mời. Và trong chốc lát nữa đây thì cho mời quý vị thưởng thức giọng ca của anh Đức Thọ. Đây là giọng ca mà quý vị yêu cầu cũng rất là nhiều. Dạ đúng vậy. Kính thưa quý vị, xin mời anh Đức Thọ. Đức Thọ xin kính chào tất cả quý khách của đài VNA TV. Dạ, VNA TV. Dạ, hôm nay Thọ rất vui mừng để đến đây để trình bày cho quý khách thưởng thức. Dạ. Kính thưa quý vị, anh Đức Thọ đó thì nói không quen cho nên là hơi lấp dấp một chút, xin quý vị thông cảm, nhưng mà hát rất là hay. Với lại, với lại tại anh lên chương trình anh cảm động quá. Dạ, cứ cho là vậy đi. Tình Người Viễn Xứ làm cho anh cảm động quá, anh nói không nên lời. Dạ đó. Bây giờ thì xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của anh Đức Thọ, bạn Đức Thọ đây. Bây giờ sẽ cùng song ca với lại cô Thu Hồng bên đây. Dạ đúng vậy. Hai người ngồi hai bên của Thiện sẽ cùng song ca một nhạc phẩm rất là dễ thương. Nhạc phẩm được mang tên là Tâm Sự Mộng Cầm. Không biết là mấy câu? Dạ thưa 4 câu. 4 câu dòng cổ. Nhưng mà có nhà có lý con sáo ra nó hơi dài. À 5 câu. Ôi dạ. 5 câu. Kỳ này chơi sang ha, chơi tới 5 câu luôn quý vị. Kính thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm Tân Cổ Giao Duyên được viết bởi soạn giả Viễn Châu. Và tân nhạc thì là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Dạ đúng rồi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bán tình duyên nước
cho thanh trai một nửa đời chưa qua, chắc tay cho tới duyên chưa thật lòng đã khôi tàn. Trời đất như quay cuồng như hồn phát vuốt lên cao, mà khổ đau niềm định bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Người ở trần gian hay tần chúng cũng hằng, tôi muốn hỏi người đi rồi toàn chi nữa mong cầm ơi.
tôi đã quên nàng sao nàng chẳng quên tôi, tiếc chi nữa một mảnh đời gian dối. Nàng hãy về đi kẻo thương khuya xúc lạnh, lạnh trần gian và lạnh khắp dài gầy. Dần trăng ai sẽ làm đôi, quên gối chiếc nữa sôi dầm trường. Nhớ chuyện xưa, chuyện tình tan vỡ mây tan, có người đem bằng trắng vàng ai ôi. Một mùa trắng đầy thơ với mộng, mong cầm ơi tình mình tan vỡ, anh sợ tình ta cùng vỡ thôi. Tình tan vỡ theo mùa trăng tàn úa thôi, thế là thôi lỡ cô nhân rồi. Rung rung tôi viết tên nàng, ai mua trăng vàng tôi ban trăng cho. Hay. Quá đã, quá đã. Quý khán giả đang thưởng thức năm câu giọng cổ tâm sự mộng cầm của soạn giả Diễn Châu. Thu Hồng xin mạn phép tạm ngưng chương trình trong giây lát. Chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin quý khán thính giả đừng rời băng tần 57.3. Thu Hồng xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng 57.3. Và sau đây phần 2, Thu Hồng xin giới thiệu tiếng đàn của anh Quỳnh Châu và anh Quang Hoàng. Và Thu Hồng xin hân hạnh giới thiệu đến với quý khán giả anh Trần Thiện với Chuyện Vui và Chuyện Tâm Phạm. Cảm ơn cô Thu Hồng. Nhưng mà bữa nay để thay đổi không khí. Dạ. Không có kể chuyện vui, không có kể chuyện tầm phào. Dạ. Nhưng mà hôm nay Thiện sẽ hát tân nhạc. À. Tại vì mấy lần là
bán cái cho anh Minh Đức hát. À, tại vì Long thể bất an. Thành ra bữa nay Long thể khỏe rồi. Hay là anh thấy nãy giờ Thu Hồng với anh Thọ hát nhạc. Hát hay quá là mình phải hát thôi. Anh thấy thích quá, anh muốn hát theo phải không? Rồi. Muốn đóng góp. Thu Hồng mời anh hiện với một bài tân nhạc. Đó là bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Dạ, đây là một nhạc phẩm của Bằng Giang và Tú Nhi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Với tiếng đàn của nhạc sĩ Minh Đức. Đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay đã ra đi từ độ nào? Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi. Năm qua rồi, đêm anh không gặp nữa. Bao yêu thương và nhớ, anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa, mưa rơi từng đêm, mưa triền miên trên đồn khuya. Lòng ai thương nhớ vô biên. Anh ra đi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen cầu, không nói nên câu dạ từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai, theo năm tháng cuốn trôi mau. Yêu, yêu em nhiều lắm, nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điêu linh. Ở vườn này vui kiếp sống trình nhân, nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến, cho tơ duyên đượm thắm màu. Và vương đó em ơi, có gì vui xin biên thư về cho anh. Nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em, anh thương nhiều lắm. Em ơi biết cho chăng triền miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Anh ra đi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen sầu, không nói nên câu dạ từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai, theo năm tháng cuốn trôi mau. Yêu, yêu em nhiều lắm, nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điêu linh.
phương này. Bụi kiếp sống trình nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cao cơ thương đường thăm màu. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thơ về cho anh. Nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng. Tình lẽ đêm buồn nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chàng. Tình lẽ đêm buồn bài này thấy tội nghiệp mấy anh lính trẻ đồn xa quá. Thấy thương. Thương em nhiều lắm mà có được ôm em không hả? Không có thì lâu lâu về phép thì bởi vì cái lâu lâu về phép cái có một cu tí ra đời. Quý khán thính giả đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Biển Xứ do anh Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Trần Thiện xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 57.3 của đài VNTV trong chương trình Tình Người Biển Xứ. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình này thì xin quý vị hãy giới thiệu chương trình đến với những người bạn của mình, những người thân trong gia đình cũng như bạn bè. Chúng ta hãy cùng xem chương trình và hãy đến để ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và bây giờ để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị một lần nữa lại đến với hai giọng ca rất là yêu thương, ngọt ngào của chúng ta ngồi hai bên Thiệu của tôi đây. Một giọng thôi. Ồ, có mùi mảnh thỏ. Một giọng thôi, mảnh thỏ. Lần này em không hát chung với anh Thỏ. Không hát chung nữa, nãy hát năm câu nhiều rồi. Kính thưa quý vị, đúng rồi, Thiện hiểu rồi. Là vì cái nhạc phẩm tiếp theo nó là cái nhạc phẩm mà có lẽ quý vị rất là yêu mến và đã hát rất là nhiều. Phải đơn phương. Và cái này phải hát một mình mới được, hát hai mình nó mất cái FP của nó. Đúng vậy. Đã. Nhạc phẩm được mang tên Tình Anh Bán Chuối. Không phải. Không phải. Tình Anh Bán Chiếu. Rồi, Bán Chiếu. Xin mời cùng thưởng thức. Dĩu vậy mà không vui ha. Ha. Chiếu Cà Mau nhuộm màu công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu tìm cố không gặp mà hà. Tìm cố không gặp tôi gối đầu ghe chiếu Cà Mau đã cắm xào trên bờ kính ngã bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chàng. Từ lưỡi ghe lên sóng rầy chiếc cát quân nhuộm bùng lách tắm giọt mồ hôi. Nhà của cô sau trước vắng tanh bồng có ai dậu lên tiếc nguyệt cầm như gieo vào lòng của tôi một nỗi buồn thế tham. Oh,
không bề dài hai thứ, có lẽ để điểm tâu ở trong loạn thần. Nhưng rồi hôm nay cậu đã quân tôi tất bước theo dòng, coi đôi chuyện này tự tay tôi dệt lấy tôi đã đưa tầng cầm lát sợi dây. Tôi vừa tới nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà để sang qua xứ xa. Tôi đứng trước cổng vườn chơi với nỗi buồn mang mát toàn ngày. Đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Dặn kinh ngã bãi cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào chốn thần yên để đôi chiếc giường gõ đỏ và đặt làm đôi chiếu. Khi hỏi qua giá cả tôi mới trả lời lấy giá rẻ để làm quen. Năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ghe, cô còn đứng tân bên để dẫn dò kỹ lưỡng. Sau khi cô đã quay gót tôi đứng trước lùm tre, cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang để giấu đôi dòng nước mắt. Vì tôi thân bàn quan thiên hạ, hạ cười tôi là một nét si tình. Khi hỏi lại xóm giềng tôi mới biết cô theo chồng đã được 400 qua. Mình dám đâu sai hẹn với người ta mà họ đành đoan bỏ nhà đi xứ tôi. Đứng trước cổng vườn xưa mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Dù thổi mạnh lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can. Người ta đã có đôi rồi chiếu chẳng đâu âm đằng người tình chung. Để mình dắt cặp chiếu bông chờ đợi tí nữa trong đời chờ. Còn chi buồn hơn nghề bán chiếu để tô điểm loan thần cho những gái còn xuân. Đến khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han từ già. Cho đến đôi chiếu bông tôi đã dệt mấy ngày đêm ròng rã mà nay vẫn nằm chờ ở dưới phòng. Thank you.
Chào nghe chiếu tôi xuôi lòng nắng trễu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên sao lại bắt dẫn hướng về nơi nẻo cũ vườn xưa. Hỡi ơi con sông hùng mệt cháy ra bãi ngã thì lại có tôi cũng lại lắng buồn dầm. Có ai biết được nỗi lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bài. Song song bên lỡ bên mồi tình anh mang chiếc quê trọn đời không thay. Quá hay anh Thọ ơi, nhưng mà có cái điều này Thiện tôi xin phép được nói luôn. Cái qua cái câu chuyện này anh hát xong đó thì Thiện thấy rõ ràng là anh chàng này anh tới đó cô này order một cái đôi chiếu để mà làm đám cưới cái gì đó. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó cô này cô đi chắc là đám cưới trước thời hạn hay sao đó, anh chàng này làm đôi chiếu xong tới thì cô kia cô đi mất rồi. Dạ. Cho nên đôi chiếu này không có giao được, không có lấy tiền được, buồn quá mới có cái bài ca này. Không phải. Các bạn. Không phải như vậy. Đâu phải vì cái đôi chiếu bán không được mà buồn đâu. Thì đó rõ ràng đôi chiếu còn chiếu này ảnh để ý cô này. Thành ra ảnh xong ổng vác đôi chiếu đặng giao đặng nhìn mặt cổ thôi nhưng mà đi sau một bước. Mà hình như giao không được đôi chiếu. Mà hình như trên đời mình có những anh bán chiếu này nhiều lắm mà nha. Không, bây giờ thì không bán chiếu mà bán đệm. Bây giờ đâu có nằm chiếu đâu. Quý khán thính giả vừa thưởng thức 6 câu giọng cổ tình anh bán chiếu của soạn giả Diễn Châu do anh Đức Thọ vừa trình bày. Mọi đóng góp ý kiến xin gọi cho anh Thần Thiện hoặc cho Thu Hồng. Số điện thoại là 714-417-1030. Quý thính giả muốn tham gia vào chương trình Gương Mặt Mới, Giọng Ca Mới, xin cũng đừng ngần ngại hãy gọi cho Thu Hồng 714-417-1030. Thu Hồng cũng xin chân thành cảm tạ tiệm thuốc Bắc Nam Bắc Hãng, nhà hàng Tân Hồng Mai, Orange County Construction and Company Incorporated, trung tâm nha khoa Ngô Thị Mỹ Tiên và Ngô Thanh Tâm, hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và NQ Jewelry, phở Kobe và AC Body Collusion đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Ước mong những giây phút vừa qua sẽ đem đến cho quý thính giả những giây phút thoải mái sau một tuần làm việc mệt mỏi. Và nên nhớ, chương trình Tình Người Biển Xứ chỉ có trên băng tần 57.3 mà thôi. Anh Thiện. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình thì xin quý vị hãy đến để ủng hộ cho các trung tâm thương mại mà đã bảo trợ cho chương trình. Dạ. Và khi đến thì quý vị xin hãy nói rằng là quý vị đã xem được cái quảng cáo đó trong chương trình Tình Người Biển Xứ. Và cũng không quên cảm ơn anh Đức Thọ đã đến đây để góp tiếng hát với chương trình hôm nay. Cũng không quên cảm ơn 4 dàn nhạc sĩ của chúng ta, anh Minh Đức, anh Quỳnh Châu, anh Quang Hoàng và anh Ngọc Thanh. Và cũng cảm ơn quý vị vẫn ưu ái theo dõi chương trình này hàng tuần. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.